下不呆，多少自在，金灯黄卷，念佛吃斋，笑看世间，人生百态。阿弥陀佛，善哉善哉，万年不变的口头禅。阿弥陀佛，善哉善哉，助我为民有除害。阿弥陀佛，善哉善哉，善念心中永存在。阿弥陀佛，善哉善哉，才是国泰民安的千秋万代。Bố Đại Hòa Thượng tập 2, thư sinh thề bái Bố Đại làm thầy. Thí chủ, sao lại hành lễ như vậy? Hòa Thượng không nhận đâu. Bồ Tát Đại Thượng xin nhận của tiểu sinh một lạy. Hòa Thượng không phải là Bồ Tát. Thí chủ mau đứng lên đi. Vậy dám hỏi pháp hiệu của đại sư, tiểu sinh cả đời không quên ân cứu mạng của đại sư. Hòa Thượng vô danh vô tánh, cậu có thể gọi là Bố Đại. Bố Đại đại sư, tiểu sinh. Hòa Thượng mệt rồi, nằm đây ngủ một giấc. Bố Đại đại sư, dễ tiểu sinh cáo từ trước. Hòa Thượng này sao lại có tướng hảo như thế? Cái bao to như vậy lại không có gì ăn. Tiền trộm của tên Tôn Nhị Đảng kia chỉ đủ mua một ít lương khô. Ây da, lại phải để bụng đói mà ngủ rồi. Thú vị. Con đường này thật quá khó đi. Ây da, ca à, chịu khó đi. Đến huyện Phụng Hóa sẽ có chỗ tốt cho chúng ta ở mà. Ta thấy chúng ta vẫn nên đi luôn trong đêm, sớm đến thành Phụng Hóa, đem cô nương này cho tú bà là xong nhiệm vụ. Nói không chừng còn có thể uống được một bát canh nóng nữa, và có thể nghỉ ngơi một ngày. Huynh nói phải, đều nghe theo huynh vậy. Thật là đáng ghét, lại dám làm chuyện mọc nối mua bán người. Ta phải cứu vị cô nương này và dạy cho hai tên bất lương này một bài học mới được. Ta đi, xem thử. Ngươi ở lại coi chừng. Ai ở trong đó vậy? Ai? Nói mau, ai ở trong đó vậy? Không nói, ta sẽ. Các ngươi thật to gan, dám giữa thanh thiên bạch nhật, à không, nguyệt hắc phong cầu, buôn bán con gái nhà lành, không sợ quan phủ bắt sao? Có người ở trên trời chống lưng, còn sợ quan phủ hay sao? Ngươi, tên thư sinh thối này. À, có chuyện gì vậy? Con nhà đầu đó không biết tỉnh lúc nào, mở dây trói rồi, từ lúc ta không để ý, nó đấm ta một cái, chạy trốn rồi. Ca, không phải bảo người trói chặt một chút rồi à? Ta rõ, trói rất chặt mà. Không, không có lý. Con nhỏ thật đáng ghét, lại đánh vào mặt ta. Ây da, mặt ta sẽ không bị hỏng chứ? Không lẽ nha đầu và thư sinh là một bọn? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không thể trói ta được. Còn có dương pháp hay không? Ở đây lão tử chính là dương pháp.
Con nhà đầu đi, đi đâu rồi? Phi, đừng hòng ta nói. A-di-đà-phật, sao đau của ta không nhúc nhích được? Chuyện gì vậy? Bố đại đại sư, A-di-đà-phật, thí chủ chớ động sát niệm, nhớ kỹ phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Hòa thượng thối ở đâu ra? Bày yêu thực, trả đao lại cho ta. Ê, ngươi muốn gì? Thí chủ nói đùa sao? Thí chủ muốn ta trả lại đao cho người. Hòa thượng ta chỉ làm theo mà thôi. Bồ Tát tha tội, Bồ Tát tha tội, hắn không có ý này. Bồ Tát tha tội, hòa thượng ta không phải là Bồ Tát, không dám nhận, không dám nhận. Vị này là Bồ Đại Đại Sư, pháp thuật vô biên, các ngươi mau thả ta ra. Bồ Đại Đại Sư, chúng tôi cũng là hết cách phải làm tay sai cho người mà thôi. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Đúng đúng, lần này nha đầu đó chạy mất, chúng tôi quay về chắc chắn sẽ bị no đòn. Nếu đã vậy, hai vị thí chủ không trở về nữa là được rồi. Đại sư, có điều không biết, hả, người như chúng tôi, một không nhà, hai không đất, lớn lên lại xấu xí, tật nguyền, làm gì kiếm được công việc đàng hoàng một cách dễ dàng? Có thể cho mượn khăn tay xài một tí được không? Đại sư, ngài cho tôi ăn cái gì vậy? Nuốt ruồi, nuốt ruồi. Tôi nuốt mất nó rồi. Ca, anh không nói lắp nữa rồi. Nói gì vậy? Ta sao có thể không nói lắp được chứ? Ta thật không nói lắp nữa. Ta thật sự không nói lắp nữa. Bố đại đại sư, mau cởi trói giúp tôi. Tiểu sinh Lâm Đống Lương, người Minh Châu, xin được bái Bố Đại Đại Sư làm thầy, trừ bạo an lương, hành hiệp chữ nghĩa, xin Đại Sư toàn thành. Cậu ở đây làm gì vậy? Hòa thượng không có nhận đồ đệ, mau đứng lên đi. Xin sư phụ toàn thành, nếu không tiểu sinh sẽ quỳ mãi ở đây, không đứng dậy. Ý cậu là muốn xả bỏ 3000 sợi tóc phiền não, làm một tiểu hòa thượng. À, cái này, thí chủ, không cần chấp trước. Hòa thượng đi đây. Ê, sư phụ, người hãy thu nhận tiểu sinh, con xin người mà. Thì chủ, cậu vẫn nên chăm chỉ đọc sách đi thôi. Sách thì phải đọc rồi, nhưng thầy tôi cũng phải bái. Huống chi Bố Đại Đại Sư, dân du tứ hải, nhất định nghe nhiều biết rộng. Chờ tôi với, sư phụ, những tôi làm đồ đệ có nhiều lợi ích lắm. Ngô Hữu Nhất Bố Đại, hư không vô quái ngại, triển khai biến thập phương, nhập tài quán tự tại, nhật bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, đổ nhân thanh nhãn thiếu, dấn lộ bạch dân đầu. Thơ hay, thơ hay. Cậu nghe mà chưa hiểu ra sao? Ta đây là đang đuổi cậu đi mà. Giờ đây rồi, mọi người mau đi.天是敌人我心，锦绣江山藏雄中。身在民间寺庙堂，浪荡江湖逍遥走。生平无名就无心，专缠人间不平。慧眼识遍天下事，法号不带留美名。手中不带，快快显灵。 让牛鬼蛇神现出原形，念一声阿弥陀佛，佛法无边普度众生，开口长啸大度能容。
风雨过后便会天晴，放下愁绪了却烦恼，只留壮志在我心中。Namo